Sao nữa? À mình đi xe chơi Tết, mình chúc mừng năm mới đã chứ, nào qua đây. Chúc mừng năm mới như nào? Chúc mừng năm mới. Chúc tất cả các bạn như nào? Qua đây đây. Ở trên con đang đi chúc Tết ở nhà ai đây? Nhà cụ à? Thế cụ đâu rồi? Nhà đi con đi vào chúc Tết cụ đi, nhanh lên. Xin số nào, nhảy số nào. Ôi. Nhảy số nào, nhảy xuống đi. Nào. Nào bắt đầu thôi. À đi, con đi ra. Giới thiệu đây, đi giới thiệu đây. Giới thiệu ở nhà cụ đấy. Con giới thiệu áo con đẹp đấy. Ui, áo con đẹp thế, áo này áo dài à, áo chúc Tết à. Nào đi nào, đi thôi. Hả? Chữ, ui xe đẹp, chữ, có chữ rồi, đi thôi. Ui, ở đấy cũng có chữ này, đúng rồi, ở đấy cũng có chữ. Con đi chúc Tết này, đi, con đang đi chúc Tết hay là đi giới thiệu chữ ở xe đây. Hả? Trong đấy à, trong đấy cánh cửa thôi, được rồi. Ôi. Có vô lăng các bạn ơi. Có ghế. Ui dồi. Thôi được rồi. Mình đi sẽ đi chúc Tết và tiếp Tết cụ thôi. Nào đi nào. Nào, đi vào chúc Tết cụ thôi. Cụ ở đâu đấy? Đâu rồi, chúc Tết cụ đâu rồi, đúng rồi, đâu rồi. Nào đi mình đi kiếm lì xì thôi. À đâu, con đi giới thiệu thì lì xì có ăn thêm được nhiều tiền không nào, đi nhé. Đâu, áo có đâu rồi, áo có đâu nhỉ, để xem lì xì có được nhiều không nào. Áo, tiền lì xì có đâu rồi.